Hôm qua, tại ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn cũng diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến dự. Trong không khí ấm áp, đại biểu đã ôn lại lịch sử 92 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và công bố quyết định công nhận ấp Trung Bình đạt chuẩn ấp văn hóa năm 2022. Tại ngày hội, các gia đình văn hóa tiêu biểu ký kết giao ước thi đua về thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới thông minh. Dịp này, xã Thoại Giang trao bản tượng trưng 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Lãnh đạo tỉnh, huyện Thoại Sơn tặng quà cho ban nhân dân ấp, gia đình chính sách và gia đình văn hóa tiêu biểu. Ủy ban nhân dân xã khen thưởng cho 25 tập thể và 24 cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong cuộc vận động.